Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay chúng mình sẽ tới với phiên bản mới Thương Khải Phong Vân. Thì phiên bản mới này sẽ có những tính năng như sau. Thứ nhất là môn phái mới Thương Vân. Thứ hai đó chính là sáng tạo tuyệt học. Và thứ ba đó chính là loạn chiến cửu châu cốc. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với bạn là cái môn phái đầu tiên. Thì mình sẽ hôm nay sẽ có 3 phần. Thì mình sẽ cho các bạn coi có 3 phần này có gì hấp dẫn trong phiên bản mới kỳ này nha. À, thì trước khi vào video là một phút quảng cáo của mình là bên mình có bán thẻ SIM để các bạn tự nạp Salopay cũng như ngân hàng. Thì bên mình sẽ nhận dịch vụ trung gian cũng như đổi thông tin nạp tất cả các sản phẩm VNG. Và bên mình sẽ nhận up giang hồ tất cả các server luôn nha. À, thì các bạn cần mình review hoặc làm video nào thì các bạn cứ comment bên dưới hoặc liên hệ mình. À, thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và các bạn thấy video mình hay quá, các bạn đừng quên like và đăng ký kênh. Thì bây giờ mình sẽ vào phần đầu tiên, đó chính là môn phái mới Thương Phân. Thì môn phái này thì xin mời các bạn xem video. Đây, đó chính là cái này là hệ đao nha em. Môn phái mới Thương Phân. Đao pháp. Công thủ toàn diện, đạo thuẫn ban danh. Này. Lấy mạnh mẽ lấy công làm tổ tấn công mới lực khiến kẻ địch xung quanh khiếp đảm. Kinh dị anh em, này này tiếp tục là môn phái thuẫn pháp. Này lấy phòng ngự siêu cấp là búp cho đồng đội anh em. Này khá là búp lên búp vô anh em, chui vô đúng rồi, chui vô anh em, đúng rồi. Này em thấy chưa, kinh không, kinh khủng chưa. Cùng chờ đón phiên bản mới Thương Hải Phong Vân. Anh em thấy sao, ngon lành đó anh em, ngon lành đúng không, ngon quá ngon lành luôn anh em. Thì bây giờ các bạn cùng mình xem sơ kill của cái phái môn phái mới Thương Vân nha. Thì cái kill đầu tiên là hám sơn kích. Đây là bí thuật tấn công nào xong nhanh tới vị trí định, gây sát thương phạm vi kèm hiệu ứng khó chịu. Cái chiêu này chiêu lúc tới nè anh em. Cái chiêu thứ hai tấn chứng phá triệu hồi võ hồn nhập thể, tăng sức chiến đấu và khả năng phòng ngự. Cái này búp lên anh em, chiêu búp tấn công và sát và thủ này. Cái chiêu trừ gian diệt ác, bộc phá đao khi tấn công địch phía trước, gây sát thương lớn và hiệu ứng giảm hiệu quả trị liệu y. Cái này ngon anh em. Đây cái môn phái này là trị hiệu quả lên em à. Búp cái chiêu này lên là bên kia hiệu quả trị liệu giảm liền anh em, kinh quá. Tiếp theo là huyết chướng, huyết chiến sơn hà, phó công đao, thi triển 3 luồng đao khi quạt tấn công A. Cái này giống như chiêu quạt của Thí Yên anh em, quạt ra này. Nhưng mà theo mình cái này sẽ diện rộng hơn. Bây giờ mình sẽ qua thuẫn pháp mình coi sơn nha. Cái chiêu đầu tiên là dẫn quân ra trận, bộc phát xoay thuận tấn công cái địch khiến mục tiêu chịu sát thương và hiệu ứng giảm hiệu quả. À cái này ngon này anh em. Cái này búp cái thuẫn xoay xung quanh chúng ta ấy, giống như chiêu cái trụ mà trong cái phục tháp ấy, búp cái thuẫn xoay xung quanh ấy. Nó thì sẽ trừ hiệu quả trị liệu. Đây cái này khắc chế nha mi khá ngon nha. Cái chiêu thứ hai là trấn phái triệu hồi võ hồn nhập, cái chiêu cũng giống vậy. Cái chiêu thứ ba là võ hồn cao hệ thuẫn, thi chuyển thuẫn khí cực mạnh áp đảo cái địch. À, có nghĩa cái này là trưởng ra cái thuẫn các bạn. Trưởng ra cái thuẫn nha. Chúng ta trưởng cái thuẫn vô người đối thủ. Cái chiêu thứ tư là binh hùng tướng mạnh này. Cái bí thuật này phòng thủ hộ vệ thuẫn, tăng mạnh phòng thủ cho đồng đội trong phạm vi. Cái chiêu này ngon nha anh em. Nói chung cái phái hiệu quả này là dành cho những dành cho thủ nha anh em, hơi ngon. Thì mình sẽ tới phần đầu tiên thì sẽ có hai môn phái, thì ngày mai mình sẽ test thì mình sẽ review cho bạn luôn trong cái ngày mai đầu tiên. Thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục tới cái phần tiếp theo, đó chính là tiếp tục là tới loạn chuyến, tiếp tục là tới tuyệt học nha, chế tạo bí kíp bằng sáng tạo tuyệt học. Tiếp tục là tới cái phần thứ hai là hệ thống sáng tạo tuyệt học. Thì các bạn đã thấy trong cái một cái video tương tự đây, thì mình sẽ cho một video tương tự. Thì nó nằm ở chỗ sáng tạo tuyệt học đây, thì nó sẽ có thể nó sẽ rơi ra những cuốn bí kíp mà nó sẽ có những cái dòng thuộc tính. Bạn có thể chọn lựa, giả sử như cái cuốn nó có dòng bỏ đá tránh, bạn thấy không? Hay kháng thời gian bị thương này, hay là kháng thời gian làm chậm, bạn thấy không? Nó sẽ có những dòng như vậy và bạn lựa chọn những cuốn bí kíp về bạn mặc nha. Có nghĩa là bạn có một cuốn bí kíp, bạn sẽ chọn những cái dòng theo bạn muốn, giống cái phái bạn cần đam cao thì bạn lựa những dòng đam. Bạn những phái có dòng thủ thì bạn muốn thủ thì chọn dòng thủ. Đây chính là một cái tuyệt học khá là ngon, giúp cho bạn thấy này, khi bạn mang được những cái món tiếp theo nó sẽ kích hoạt, thì mình nghĩ cái này nó sẽ rất là ngon để cho cái việc mà thủ của những phái cận chiến nó bắt đầu lên ngôi nha. Thì giống như bạn nói đây thì mình sẽ cho bạn coi phong độ ảnh, ác phong bộ ảnh và cái bộ
Đây thì mình sẽ cho bạn coi. Đây có những tuyệt học bạn thấy không? Có những tuyệt học đây. Nó cũng sẽ tương tự như những tuyệt học này bạn thấy không? Có nghĩa nó sẽ vẫn có những cuốn tuyệt học, những có những dòng bạn sẽ chọn những dòng đó. Nếu bạn thích cái cuốn tuyệt đó bạn chọn dòng này. Đây là có cách cày khá là ngon. Tại mình trong phiên mới này cày khá là gắt luôn nha. Tuyệt học thì có thể chắc mình nghỉ farm ngoái rớt hoặc là trong cái những hoạt động anh em nha. Nói chung là chuẩn bị anh em, chúng ta chuẩn bị chiến tiếp tục tốn tiền đó anh em. Cái tuyệt học này chắc tốn tiền khá khá luôn ấy nha. Nhưng mà cái tuyệt học này nó sẽ giúp cho những cái phái mà những cái phái giả sử như phái đang mất cân bằng ấy, nó sẽ có thể lấy lại cái cân bằng trong lúc này. Và mình nói thật, nếu mà cái phái mà thuận ấy, cái thuận của phái mới thương thương phân ấy mà lên ngôi ấy, thì cái cận chiến lần này có thể bắt đầu sống lại này. Tại vì khi có một phái cận chiến mà được ra mắt ấy, thường thường chỉ số nó khá là ngon anh em. Nó có những chỉ số ngon thì khi mà anh em chơi những cái phái đó sẽ được búp khá là cao, thì tự nhiên cận chiến bắt đầu mạnh lên thì đa số anh em sẽ qua cận chiến nha. Thì bây giờ mình sẽ tới phần cuối cái hoạt động trong phiên bản cập nhật mới, đó chính là loạn chiến Cửu Châu Cốc nha mọi người. Đây tính năng loạn chiến Cửu Châu Cốc sẽ được cập nhật ở trong phiên bản mới này, thì mình sẽ đọc sơ cho bạn coi. Thì nó chắc nó sẽ cũng cũng tựa như PC. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải tốn cái tiền phí mua cái lệnh bài này này nha. Thì thời gian báo danh là 10 phút, thi đấu 27 phút nha. Thì bản đồ sẽ có 9 khu vực, mỗi khu vực đều có một NPC của Châu Cốc thống lĩnh. Đến NPC này lãnh thưởng 10 trứng nhiều màu may mắn dùng cho hoạt động, sau khi dùng ngẫu nhiên sẽ được một trạng thái hỗ trợ nha anh em. Và tiếp tục là mỗi nhân vật chúng ta ấy sẽ có 5 lần hồi sinh, bị rớt mạng sẽ mất luôn cơ hội hồi sinh. Mỗi lần đánh bại một nhân vật sẽ nhận được một điểm tích lũy, bị đánh bại không trừ điểm. Nha, là chúng ta phải cố gắng giết người nhiều vô, chúng ta gặp ai chúng ta cũng phân, gặp ai chúng ta phân nha. Và kỹ năng phải cao. Tiếp tục là có thể dùng dược phẩm, không mở rương dược phẩm, không dùng thuốc hỗ trợ nha. Không được mở rương, không thể mua thêm thuốc gì nha. Không sử dụng ô tô đây. Mình lại thích như nè. Cái này là phải thể hiện đẳng cấp BK đây. Thì trong rất là nhiều video ấy thì mình BK tay ấy, thì nhiều bạn hiện tại đang xài ô tô ấy cứ vào comment bảo ôi BK đánh gì đâu. Thì cái hoạt động kỳ này nó thể hiện cái trình độ BK chúng ta này. Này chúng ta phải BK tay, quá hợp lý luôn nha. Thì hết 5 lần hồi sinh sẽ bị phân ra ngoài nha, thì cái này giống như phim đế vậy. Thì bắt đầu trận cứ mỗi 3 phút đều sẽ có một phòng đóng ngẫu nhiên, có nghĩa là trong chín khu vực này nó sẽ theo cái hình 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 vuông nha mọi người, hình vuông 1 2 4 5 6 7 8 9 chia 9 ô, thì nó sẽ báo lần lượt này. Giả sử như nó báo ô đó sẽ đóng cửa thì chúng ta phải cố gắng di chuyển sang ô khác, hiểu không? Xong rồi cuối cùng còn ô cuối cùng thì nguyên đám tập trung lại chúng ta phân, thì ai là người cuối cùng sống sẽ là sống nha. Nói chung là vậy. Cố ra thứ nhất chúng ta phải cố gắng giết người nhiều, thứ hai chúng ta phải cố gắng sống sót nhiều. Này bạn coi này, cứ 3 phút đóng cửa một phòng, trước khi phòng đóng hệ thống sẽ nhắc nhở, bạn thấy không? Nếu các bạn mà không rời khu vực bị đóng cửa thì các bạn sẽ bị mất tư cách thua, mất tư cách tham gia. Phút thứ 27 đóng cửa phòng cuối cùng, tất cả sẽ bị đẩy ra bản đồ. Sau phút 27 thì chúng ta sẽ đến nhận thưởng nha. Thì nếu chưa hoạt động kết thúc mà bản đồ còn là một người thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Điểm tích lũy lớn không sẽ tham gia xếp hạng và nhận thưởng. Nay thì phần thưởng tích lũy mỗi trận sẽ được những cái này ngon nha. Kinh nghiệm này thì đầu tiên sẽ là kinh nghiệm này. Phần thưởng mỗi trận sẽ là kinh nghiệm này, thì ai cũng sẽ được kinh nghiệm, thì càng top cao sẽ được kinh nghiệm. Tiếp theo phần thưởng thì sẽ là đồ phổ, thì mình không biết là ở bên Finzi nó sẽ cho gì, thì mình nghĩ là bên Võ Lâm Một Bộ Binh nó sẽ cho ra bảo yến thạch này, bảo yến thạch này, phi phong này, nói chung quà các bạn sẽ chọn nha. Nói chung hoạt động này cũng khá là ngon, nó đòi hỏi cái tính minh bạch cho mọi người, có nghĩa là không phân biệt mạnh yếu, mà các bạn phải đòi hỏi những cái sự lươn lẹo của bạn, những cái sự lạng lách của bạn để chúng ta né được những cái người nha. Và nói chung cái game này vô đây thì chúng ta đeo mặt nạ không biết ai là ai nha, nên chúng ta cố gắng là thứ nhất là sống sót, thứ hai là giết người. Thì giết người các bạn nên lựa những cái khúc nào, thì mình sẽ cho bạn coi những cái một video, ví dụ chúng ta nên đánh lén nha. Chúng ta coi đó chính là cái hoạt động loạn chiến của Châu Cốc nha bạn ơi.
này thì cái cuối cùng hoặc hoặc loạn chiến của châu cấp cho bạn coi nha. Đây thì trong cái video bạn thấy đây thì các bạn khi các bạn gia nhập vào cái chiến trường này thì trong video bạn đã thấy khi bạn nhập chiến trường này các bạn sẽ được hóa thân bằng một nhân vật. Thì những nhân vật này nói chung nó sẽ có những cái hiệu ứng, có những cái hiệu ứng giống nhau nha. Nói chung thì theo mình thì sẽ cân bằng, nói chung là dù mạnh hay yếu gì xét thương nó cũng như nhau. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sống sót và giết được nhiều người nha. Cái chuyến truyền này cực kỳ là hợp lý cho anh em nha. Nói chung nó không phân biệt mạnh yếu nha anh em, nó không phân biệt mạnh yếu. Chúng ta chỉ cần có kỹ năng cũng như PK hay là được nha. Đây dành cho những bạn có kỹ năng PK hay là vô đây hiện này. Đấy vô đây kiếm top 1 này anh em. Chúng ta vô đây kiếm top 1 dễ dàng mà. Chúng ta đâu cần PK mạnh yếu gì đâu. Hai nhân vật là nam và nữ nha. Nên anh em có chọn lựa khá là ok nha. Nữ và nam đều chơi được nha. Thì cái mình không biết cái vũ khí mới này nó có phải nó cũng là item down hay không, hay là một cái vũ khí mới nữa là down kèm khiên nha. Thì mình không biết cái vũ khí này mới hay là cũng là một cái vũ khí down nha. Tại vì đây là down và khiên, down và thuẫn, thuẫn là khiên. Thì mình không biết là kết hợp là một cái item mới là down khiên hay là nó sẽ lấy item là down nha mọi người. Thì cái này mình chưa biết nha. Thì nói chung cái phái mới này theo mình ấy nó trị nha mi khá là ok cũng như tăng. Thì đây là một cái trải nghiệm mới để cho anh em. Thì nếu anh em nào, nếu mà anh em nào tài chính chưa có thì anh em cứ theo dõi video mình thì mình sẽ tiên phong cái trải nghiệm này cho mọi người để anh em có cái niềm tin cũng như là cái sự chính xác trước khi chúng ta quay qua cái phái mới này. Thì nếu bạn nào thường mình làm video nữa thì các bạn cứ inbox ở phía bên dưới nha. Và các bạn có câu hỏi nào hoặc có dự đoán nào các bạn cứ comment để chúng ta có cái nhiều cái logic lý luận hơn để chúng ta có thể trải nghiệm game nào cách hay và hấp dẫn nhất. Và chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong phiên bản mới Thương Hải Phong Vân. Chào tạm biệt mọi người.